Cách đây không lâu, một loài nấm trong Minecraft đã phát triển và bắt đầu ký sinh vào cơ thể của vật chủ. Vật chủ sẽ bị mất kiểm soát và điên cuồng lây nhiễm nấm ký sinh, rồi từ đó phát triển thành những cá thể cao cấp hơn với sức mạnh tăng gấp đôi. Và tất nhiên, khả năng lây lan cũng sẽ tăng theo. Thế là nguồn cơn của một đại dịch kinh khủng đã bắt đầu. Liệu rằng Lộc có thể sinh tồn và sống sót như thế nào? Lộc có thể đẩy lùi được đại dịch hay sẽ bị quân đoàn nấm ký sinh bao vây và sơ tái? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong hành trình Đại dịch nấm ký sinh. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Suteki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft, đại dịch nấm ký sinh. Và tình hình căng thiệt rồi các bạn ơi. Ngay ở phía trên đầu mình, đó các bạn thấy không? Chỗ ở của mình mà bọn chúng cũng đã đột nhập vô rồi. Yêu, đó. Đã vậy còn để lại những cái chỗ có cái nấm này nữa nè. Và chưa hết đâu. Ô mày chuối, chỉ sau vài ngày thôi, ở dưới đã lây lan và xuất hiện một cái ổ đại dịch nấm ký sinh khổng lồ rồi. Sáng sớm mình phải tranh thủ dọn hết cái ổ nấm kia mới được các bạn ơi. Yêu, biến căng thiệt rồi. Ây da, mình không ngờ là nó lại diễn ra nhanh tới như vậy luôn á các bạn à. Thiệt tình, căng luôn dây đòn nữa. Và trong thời gian với 2 tập mình cũng đã cố gắng mở rộng được cái khu vực hàng rào á các bạn. Tạm thời thì nó cũng đã rộng hơn hôm qua được một xíu ha. Nhưng mà tình hình quái vật thì không khả quan hơn xíu nào. Bọn chúng vẫn liên tục xuất hiện các bạn ơi. Mình vẫn chưa có kiểu như là cách nào để không cho bọn chúng xuất hiện ở trong khu vực mình hết á. Nhiều cái cũng hơi khó ha. Nhưng mà trước mắt thì cái việc quan trọng mình cần làm đó chính là dọn cái ổ nấm kia các bạn ạ. Thật sự luôn á. Mình không dọn thì đại dịch nấm này còn lâu mới hết á. Ok. Trời, bên kia có con gì nhìn thấy ghê vậy? Trời ơi, cái người nó gai không à các bạn ơi, hình như nó... nó đi vô cái hàng rào mình giết rồi nó dính gai nhiều quá hay sao á. Ơi, đằng kia có con mới tiến hóa này sao kìa. Ê. Oh my gosh. Toan rồi. Ơi, cái gì á? Đây là một cái con dạng tiến hóa nó kết hợp với nhau các bạn ơi. Trên người của nó là phù thủy, rồi dân làng cái thứ kết hợp lại tè leo nghe kìa. Yêu. Ui. Nó mạnh quá. Không ổn rồi. À mà bạn nào có nhu cầu mà Roblox, Love Root hay là Unitelet thì có thể ghé vào shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Hay à, với cái tình hình này thì chắc mình phải nhanh chóng tìm cách sở hữu được một cái vũ khí mà có thể tiêu diệt những cái con quái vật nhiễm nấm ký sinh hàng loạt các bạn. Cứ tiêu diệt một lần có một vài con thì không ổn đâu. Ui dạ, cây còn nữa đó. Ui, cực. Con đó là con nguy hiểm nhất á các bạn ơi. Mình mà không tiêu diệt là nó sẽ mọc ra cái chỗ mà hình như là sản sinh ra quái vật nấm ký sinh thì phải. Cẩn thận nha. Trời, nó xịt kìa. Ui da, mình không lại gần được. Ui. À, mình bị dính kịch độc hay sao rồi? Mất máu liên tục luôn á các bạn. Ôi, trời đất ơi, kịch độc rồi. À, gắt thiệt chứ. Ui, còn bị zombie dí nữa, khó chịu à. Rồi nó cũng có cách để tự bảo vệ nó các bạn ơi, không dễ để tiêu diệt nó đâu. Ê, mình có cây cung, đúng rồi, tại sao mình không bắn nó từ xa? Ừ á. Trời kìa, rồi nó chạy kìa các bạn. Yêu. Ủa, mình tưởng nó đứng yên chứ ai vậy, nó cũng biết di chuyển nha. Ui, nhìn cơ thể nó gớm ghét quá à. Rồi, ok. Gì đây? Repair. What the heck? Repair cái gì? Thôi, chạy trước đi, tính sao các bạn. Hồi phục máu một cái. Rồi sau đó bắt đầu dọn dẹp hết cái đống lộn xộn đằng kia ha. Không để cho nó lây lan tiếp được. Dù sao đó cũng là gần cái nơi ở của mình mà. Mình sẽ bắt đầu dọn dẹp từ những cái ở bên ngoài trước, rồi dài vô trong sao ha. Ủa cái gì vậy? What the heck? Ê, có một vài cái mình không dọn được các bạn ơi. Hả? Nè đi, không dọn được tận gốc luôn à. Yêu. Căng rồi. Hình như nó mọc thành những cái
cái nấm Vĩnh Cửu ơi các bạn ơi. Ui da, vậy là cũng hơi áp lực nha. Trời 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 trời, có khi nấm độc các bạn ơi, cẩn thận. Nãy giờ mình dọn chắc cũng được một mớ rồi đó. Được phần nào đỡ phần nấy các bạn. Ây da, trời trời. Càng vô sâu bên trong mình càng phải cẩn thận nha. Đạp trúng là mình mất máu nhiều lắm đó. Trời đất ơi, vô đây xong cái bọn zombie nó bị phơi nhiễm nấm ký sinh rồi. Ui, ui. Ây da, ây da. Có cái con nó tiến hóa các bạn ơi, không ổn, không ổn. Phải chạy đó. Hồi phục máu rồi quay lại chúng ta dọn nấm tiếp á. Tính ra là cái thời gian không lâu luôn á, mà nó đã phát triển nhanh tới như vậy rồi. Yêu. Thật sự thì cái đại dịch nấm này nếu mà không kiểm soát kỹ các bạn thì nó sẽ lan rộng khắp cái map của mình luôn á, không đùa đâu. Và trong lúc mình dọn nấm thì không thể tránh những mạng combat như vậy, tại bọn chúng dí mình quá mà. Rồi sau khi combat xong thì tiếp tục ăn uống hồi phục cái, rồi chúng ta sẽ tiếp tục tiêu diệt hết bọn này ha. Còn là bọn zombie báo đời báo đốm không mà dí mình xong cái bị nhiễm nấm các bạn, xong rồi lại tiếp tục lây lan tiếp, hay thật sự. Không ổn, không ổn. Ây da, ây. Quân số của bọn chúng đông quá. Trời ơi, cái nhà của mình kìa. Anh thằng ơi, chuyển sang nó xâm chiếm cái nhà mình rồi các bạn ơi. Miền đất ơi. Lo ngoài này, rốt cuộc trong nhà mình không ai lo hết. Toan thật rồi, toan thật rồi. Mình thất thủ hôm nay quá các bạn à, mình nghi lắm. Trời đất ơi, nó dí kìa, nó dí ngay sau lưng mình à. Ui, không ổn rồi, không ổn rồi. Chắc mình phải vô trong tìm cách nâng cấp giáp trước các bạn, tại vì mình thấy mình còn mỏng quá, nó đánh vài cái là mình muốn hẹo rồi. Ồ, và để nâng cấp giáp thì chắc mình sẽ còn một khu enchant đó, nhưng mà hồi nãy trong rương mình thấy còn có một viên kim cương hay sao à, nên chắc bây giờ việc đầu tiên mình cần làm là đi tìm thêm một viên kim cương nữa ha, và cũng như là tìm thêm hắc diệm thạch các bạn, tại bữa giờ mình chưa có đào hắc diệm thạch nào hết á. Ok, quyết định vậy đi. Mình gặp được một hồ nhum nham rồi, khá ổn nha. Còn cái con này đi chỗ khác liền. Đi chỗ khác. Đi chỗ khác. Đổ nước xuống. Rồi. Và ở lượt đầu tiên thì mình đã lấy được tới tận là 40 cục hắc diệm thạch các bạn. Ôi trời. Ôi mà giờ mới để ý ta, cái giáp của mình nó sắp hư tới nơi rồi các bạn ơi. Yêu. Tính ra mới chế tạo xài được có một ngày mấy thôi đó mà nó tan tành hết trơn rồi. Ôi. Đã vậy hôm nay còn là đêm trăng máu nữa. Ui trời ơi. Trăng máu là mình thấy toàn rồi đó các bạn ơi. Chắc ở dưới hàng luôn á. Nghĩ lên trên thôi. Chứ bây giờ lên trên thì chắc quái vật nhiễm nấm cây sinh nó xuất hiện. Ôi trời, còn dữ hơn nữa. Và ở đây có kim cương luôn. Ngon. Ê, một công đôi chuyện các bạn ơi. Ui, ở đây còn kim cương nữa nè. Oh my god. Thôi, đem trăng máu thì chúng ta hạn chế lên trên và thay vào đó mình sẽ ở dưới lòng đất và đi tìm tài nguyên hết các bạn. Né né đi. Giờ mình chưa đủ mạnh các bạn, phải dùng biện pháp lầy lầy xíu thôi. Chứ mình mà mạnh lên chảnh là mình khô máu với bọn quái vật nhiễm nấm ký sinh rồi. Không có chốn chùi chốn nhủi giống vậy đâu. Ây da. Trời, con nào vô văn quá vậy. Giờ mình đánh lén phen. Và đã vô tình gặp được khu mỏ. Ui. Ui. What? Phía bên này có một cái công trình gì đó các bạn ơi. Nghe tiếng xương bên trong. Ôi thằng ơi, còn bom nổ nữa. What the hell. Là thật, một cái công trình gì đó các bạn ơi. Ui, có xương đen nữa. Ui dồi. Có mù thủy nữa. Ây da. Đi xuống dưới liền. Ây da. Trời, mù ta trội thuốc làm chậm anh ơi. Yêu. Ê, không ổn rồi các bạn ơi. Ui, khó chịu nha. Ông bển cứ chỗ thuốc ở đây hoài luôn á. Ừ, vừa cái tội, đúng rồi. Đẩy mù thể xuống đi. Hai anh zombie. Đúng rồi, đẩy mù ta xuống. Ê, trời, lại chỗ thuốc nữa. Chọi thuốc. Này thì chỗ thuốc. Này thì chọi thuốc nè. Mình phải qua ông bển và kiểu như đập cái spawner các bạn. Không là toàn đấy. Phù thủy rất là khó chịu trong đây luôn á. Ok. Ý, xuất hiện nữa rồi.
Rồi luôn. À, mình còn xô sữa. Thôi. Vừa đúng lúc. Này thì phù thủy nè. Thôi. Vẫn ok các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ mình cần ăn một trái táo á. Mình có đem táo không ta? Ở đây. Còn táo vàng các bạn ơi. Ngon. Đúng lúc. Mình cần ăn táo để chúng ta hồi phục và có sức đi tiếp thôi. Wow. Vô tình phát hiện một cái công trình. Hơi bị nguy hiểm luôn các bạn ạ. Mạng đất ơi. Nhưng mà có vẻ công trình này còn rộng lắm. Ui sợ bên ơi, zombie bển nữa kìa. Chắc mình phải qua đó để đập á. Không thôi là lành ít dữ nhiều đó các bạn. Ok. Kim cương. What? Còn có kim cương ở trong nữa. Wow. Cố lý vậy. Ê nhưng mà nhiều phù thủy quá à. Đây là hang động phù thủy sao rồi? Rất là nhiều phù thủy luôn các bạn ơi. Mèn đấy thôi. Muốn lấy kim cương là chúng ta phải vượt qua tất cả mấy mụ phù thủy ở đây á. Rồi luôn rồi, dính độc nữa rồi. Khổ nữa rồi đó. Ê xương đen. Bình tĩnh anh ơi. Ừ lộn dữ rồi, hên quá. Nhưng mà bây giờ mình phải đợi hết độc các bạn. Chúng thôi là quăng bển ba chọi thêm bình thuốc sát thương tức thì nữa là hiệu luôn á. Không có đùa đâu. Ăn thêm bánh mì cho no bụng nè. Rồi làm liều luôn. Liều ăn nhiều thôi. Vì số kim cương kia chúng ta phải đánh đổi các bạn. Ok. Rồi mình đã đập hết spawner rồi. Tạm ổn. Giờ thì đợi hết đập và khô máu với hai mụ ta thôi. Hay thật. Đâu rồi, cung rồi. Lấy cung bắn trước kiếm lợi thế các bạn. Này thì phù thủy nè. À uống thuốc. Uống thuốc hả? 3 mũi là đi nha. Đúng lúc hết độc luôn rồi nè. Hợp lý. Lấy kim cương thôi. Được bao nhiêu đây? Tổng cộng là 12 viên rồi các bạn. 13. Wow. Trúng mánh rồi. Đằng kia còn rất là nhiều khoáng sản khác nữa kìa. Ây dồi. Không uổng công mình làm liều vô đây. Lấy liền. Không, ê, spawner nữa. Thì ra là nó giấu các bạn ơi. Tính ra nhờ trốn cái đêm trăng máu mà mình mới phát hiện công trình này luôn á. Trong cái đuổi của cái hên mà. Ê, nữa nè. Rồi, ngon lạch. Chỗ này clear rồi đó. Ăn uống no sai rồi chúng ta khám phá tiếp các bạn. Mình nghĩ là còn nhiều chỗ giấu đồ ngon khác nữa đó. Ui da. Hồi đây có chỗ mấy anh xương đen các bạn ơi. Không ổn. Phải giữ khoảng cách mới được. Ừ, lộn dữ đi. Ừ. Đánh không lại thì mình dùng thế thôi. Vậy đi cho an toàn các bạn. Hơi lầy xíu nhưng mà thôi kệ. Miễn chúng ta lấy được nhiều đồ mang về là ok ha. Trong rương. Ui. Rương 7. Ui. Trời, hên. Mình còn hên các bạn ơi. Tí nữa bơm nổ nằm một đống ở đây rồi. Mẹn đét ơi. Cái hành lang này có vẻ dài nè, không biết còn giấu gì không á. Ui, cẩn thận nha. Nguy hiểm á. Bất cẩn là đi lọt dữ rồi. Ui. Ê, nhấn con vét. Ui. Mấy con đó thì cực kỳ nguy hiểm trong chế độ siêu khó luôn á. Không đùa đâu. Bắn nó. Lợi đây. Ui, và có vẻ là trăng máu đã hết rồi các bạn ơi. Yeah, xíu nữa đi về là ngon lạnh liền. Nhưng mà bên này mình thấy còn thùng nè. Mình muốn qua mình lút thử á. Coi có gì không. Ui, sao đông vậy. Đi. Chạy các bạn ơi. Không ổn rồi. Không nên tham lam. Wow. Mới sáng sớm về nhà mà mình thấy có cây nấm rồi đó. Ê. Đã giờ còn gặp nhóc nhỏ này nữa. Định chặn đường làm gì ta. Ui may quá các bạn ơi. Bọn chúng biến mất gần hết rồi. Hên thế chứ lị. Đập cái này. Ok. Trời nhưng mà cái này một hồi là nó lại triệu hồi quá vật tiếp á. Mình phải sẵn sàng chiến đấu á. Ổn chưa. Ok tạm ổn các bạn ơi. Oh my chuối. Ui chỗ này mình chưa rào lại. Oh my god.
Một xíu mình phải vô trong lấy thêm hàng rào rồi. Rào chỗ này lại thôi. Không là bọn chúng trèo vô được á. Tạm thời mình sẽ chặn bằng khói sắt thô đi ha. Ok. Ủa sao trong nhà mình... À có con zombie đợi sẵn. Con này định làm gì? Định làm gì trong nhà ta? Láo tét. Ây da, định chơi giỡn mặt với ta hả? Cuối cùng cũng có một chút yên bình rồi. Và như đã nói nãy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo cái bàn enchant các bạn ơi. Bấm liền công thức của bàn enchant ha. Đây. Kế đến thì mình sẽ cần thêm một ít cái kệ sách. Ồ, trong rương mình còn kệ sách hôm bữa đi loot được luôn. Vậy thì chúng ta đâu có thể làm liền khu vực enchant các bạn ơi. Hiện tại thì chỉ có dưới này là chỗ rộng nhất nè. Nên là mình sẽ dành cái tầng trệt làm khu vực enchant luôn ha. Bàn enchant thì mình sẽ đặt ở góc nào vậy ta? Góc này đi. Alright. Kế đến kệ sách thì mình sẽ đặt ở phía sau chẳng hạn. Ngay chỗ này luôn nè. Có vẻ cũng ok la các bạn ơi. Rồi, tuyệt vời. Và cái cúp. Ui, cúp mềm mại. Oh no. Ui, kiếm là chậm hỏng nha. Cái saber mình ví dụ mà có hại thay ma thì ngon các bạn. Ừ, trong đây mình thấy dòng hại thay ma cực kỳ ổn luôn á. Nó sẽ tăng rất là nhiều sát thương lên những cái con quái vật nhiễm nấm ký sinh á. Nên là mình muốn thử coi có dòng hại thay ma sau khi mà ép dòng chậm hỏng này hay không. Ui, có luôn. Hại thay ma cấp độ 4 các bạn. Nhạc cấp độ 3. Wow, có lý nè. Một cái cúp hiệu suất. Dạ tài ba. Thời tới rồi. Ê, và sớm giờ mình săn cũng được rất là nhiều những cái con quái vật nhiễm nấm ký sinh. Hay là mình đầu tư một cái cây cung làm bằng những cái món đồ mà những con quái vật nhiễm nấm ký sinh nó rơi ra. Ê, bây giờ mình làm được á các bạn. Đầu tiên mình sẽ cần những cái flexi claw trước đúng không? Cái này thì cũng khá rẻ đấy. Để mình lấy hết mấy món đồ sớm giờ mình để trong ba lô riêng ra nè. Ok, ba cái làm liền cho nóng. Tiếp theo sẽ là living core. Cái này thì cũng rẻ luôn. Và cuối cùng là bấm công thức của cái cây cung thôi các bạn. Yeah. Chúng ta đã có được một vũ khí từ những cái con quái vật nhiễm nấm ký sinh đầu tiên rồi. Và để coi khi enchant thì chúng ta sẽ có sức mạnh. Ôi trời, cung mà có sắc bén nữa quách đấy. Sức mạnh cấp độ 3 à các bạn à. Không phải là cấp độ tối đa ha. Thôi, mình sẽ enchant lại coi. Biết đâu bất ngờ, trời lần này nó ra sắc bén các bạn ơi, ảo thật đấy. Nhưng mà đỡ cái cũng có sức mạnh cấp độ 3 các bạn ơi. Ok, một xíu nữa mình sẽ test sức mạnh của cây cung này liền ha. Thôi, test liền luôn đi. Liệu rằng có thể one shot những con zombie? Ui, được nha. Zombie một hit thì những con quái vật nhiễm nấm ký sinh mình nghĩ cũng sẽ một hit đó các bạn. Cầm hàng nóng định đi đâu? Ôi trời, bắn hụt. Mẹ đất ơi. Định đi đâu? Đây rồi. Ui, cái gì trâu vậy? Ê, thỉnh thoảng là nó không one shot được nha. Vậy là chắc tại chỉ mới sức mạnh cấp độ 3 các bạn à. Hay mình hết kinh nghiệm rồi. Phải mình còn kinh nghiệm mình sẽ reset lại. Rồi chúng ta enchant tiếp đó. Nhưng không sao, chúng ta cũng đã có một vũ khí tấn công có ngưỡng sức mạnh cao hơn vũ khí cũ của mình. Bây giờ thì chắc là mình sẽ vô trong chế tạo thêm một ít cái đồ hỗ trợ nữa. Rồi chúng ta sẽ lên đường để dọn dẹp cái ổ dịch kế nhà mình cái đó. Nãy giờ vẫn chưa dọn dẹp xong đó các bạn à. Và thứ mình muốn chế tạo đấy chính là những ổ bánh mì. Nhưng là những ổ bánh mì đặc biệt các bạn ơi. Vàng mình có rất là nhiều luôn á. Không thiếu đâu. Mình giống như đại gia vàng vậy đó các bạn. Rồi, đổi thêm một ít hạt ha. Sau đó thì bấm công thức của bánh mì vàng. Yes sir, không đùa đâu các bạn. Những ổ bánh mì làm bằng vàng. Và khi mình ăn vào, nó sẽ cho mình hiệu ứng. Đấy chính là đào nhanh. Tức là mình chiến đấu nó cũng sẽ nhanh nhẹn hơn đó các bạn ơi. Tiếp theo là mình sẽ làm thêm những ổ bánh mì làm bằng redstone. Redstone mình cũng có rất là nhiều nè. Ok, mình sẽ làm đâu đó 8 ổ ha. Tại giờ mình còn có 8 ổ bánh mì à các bạn. Đây. Và ổ bánh mì redstone này thì nó sẽ có công dụng. Đấy chính là cho mình khả năng hồi phục cực tốt. Thế nên là mình sẽ để dành khi nào mình cần hồi phục mình sẽ ăn ha. Đồng thời mình cũng còn thêm một ít kim cương nè. Chắc là mình sẽ sửa lại cái set giáp của mình để xài tiếp các bạn. Chứ bây giờ mà chế giáp mới thì hơi tốn kém á. Cởi ra cái ha. Rồi, chúng ta sẽ cho nón vô sửa trước. 3 viên. Ok, cũng tiết kiệm á. Được.
Áo hả? Sữa chắc 2 viên đi. Quần thì chắc 2 viên luôn. Ủng thì chắc cũng 2 viên. Rồi, còn dư 3 viên để dành làm vốn. Hay là mình enchant sơ sơ qua ta. Mặc dù bây giờ enchant thì nó không hết cấp độ đâu. Mình mới cấp 19. Nhưng mà ít ra có một chút enchant bên trong thì chắc cũng đỡ hơn á các bạn. Bảo vệ 1 nè. Lụm. Áo thì sao? Chạm hỏng. Ừ, bảo vệ 1 luôn. Lụm tiếp. Ổn. Tiếp tục là chạm hỏng. Cũng như là bảo vệ. Một set giáp bảo vệ 1 các bạn. Kệ, mấy mó có đỡ không á nghe. Thấy vậy chứ cũng ok đó. Rồi, giờ trời còn sáng nè. Tranh thủ ra ngoài. Tiếp tục công việc của một cái người ha, dọn dẹp đại dịch thôi các bạn. Đi ra ngoài. Ai, ai, ai. Rồi, sau đó thì tiếp tục công việc á. Không biết bây giờ đạp được chưa. Hồi nãy là có một số cái mình không có đạp được các bạn. Hy vọng là bây giờ nó đã cho mình đạp đi. Thì mình mới quét sạch được cái ổ dịch ngay khu vực mình. Chứ không là toan. Thiệt sự đó các bạn ơi. Đó, 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 đó. Có điểm rồi đó. Và sau khi dọn dẹp từ chiều cho tới nửa khuya thì khu vực này tạm thời nó đã khá hơn lúc đầu rất là nhiều rồi các bạn ơi. Và cũng đã đỡ xuất hiện những quái vật nhiễm nấm ký sinh hơn rồi nè. Đấy. Ít ra thì chúng ta cũng đã bước vào giai đoạn tạm thời đẩy lùi được một chút đại dịch rồi. Ôi nhưng mà mình hết thức ăn bình thường rồi. Yêu. Xíu vô phải kiếm thức ăn khác ăn các bạn. Còn là thức ăn để chiến đấu không à. Ăn bây giờ thì hơi uổng á. Ok, còn nốt chỗ này thôi. Là xong pin ha. Tạm thời mình có thể yên tâm vào vô trong ngủ một giấc rồi đó. Ủa sao trong nhà lại có quái vật nữa ta. Ủa mình cũng cắm đuốc nhiều lắm mà trời. What the heck. Nhưng mà tình hình trong nhà mình không còn gì ăn hết các bạn ơi. Chắc ăn đỡ bánh mì vàng đi. No bụng rồi thì làm một giấc ha. Ê. Gì vậy? Ở dưới nhà. Ủa không phải dưới nhà. Ủa đâu ta, sao không ngủ được. Hả? Ai là ở trên này. Ủa không đâu có đâu. Ok. Ok. Ngủ tôi ngủ thì nó lại ok nè các bạn ạ. Hey. Và với tình hình sắp tới mình sẽ ăn bánh mì rất là nhiều. Thế nên là bây giờ mình nghĩ là chúng ta nên trở thành một người nông dân đi các bạn. Làm một cái thửa ruộng rồi canh tác một xíu ha. Hát thì mình còn trong đây. Ok, làm liền cây cuốc sắt ra ngoài cuốc đất liền. Chứ bây giờ chăn nuôi không được rồi đó. Chăn nuôi là kiểu gì bọn chúng cũng gình gình vô rồi ha. Ăn thịt hết những cái thú nuôi nhà mình cho coi. Ui, ui. Sáng sớm kiếm mối hả men. Đi đâu. Bữa nay mới có cây kiếm mới nha. Rồi rồi rồi, bên ngoài nó lại lây lan tiếp rồi các bạn ơi. Yêu. Mình nghĩ để cái khu này chắc sẽ sớm phải không? Bùng dịch lại quá à. Tại bọn chúng không ngừng lây lan các bạn coi coi. Lại kéo bày kéo phái lại nữa coi. Hoàng đất ơi. Xong rồi lây tùm lum tiếp. Phiền phức thiệt chứ. Ok, tạm ổn. Chỗ này còn nè. Mình sẽ tranh thủ dọn nó luôn ha. Ừ, quên test cái ổ bánh mì nữa. Ăn vô một cái. Đó. Ui, hồi phục tới 10 phút lần các bạn. Trời ơi. Wow. Cực ok nha. Sắp tới mình có đồ hỗ trợ rồi. Bọn chúng mạnh thì chúng ta cũng có đồ hỗ trợ để giúp mình mạnh hơn và đối đầu với bọn chúng các bạn. Ngon. Và cái chỗ trồng lúa của mình thì ui, ui, trời trời. Sao lọt vô hay vậy. Mình kiếm chỗ nào phẳng phẳng mình trồng cho nhiều nhiều xíu các bạn ơi. Chắc mình trồng ngay đây đi ha. Cái chỗ xong nè. Có nước sẵn luôn các bạn. Dọn một ít đất ở đây ra nữa là ok ha. Xong việc rồi thì cuốc đất lên thôi. Chỗ này thì sâu quá thì có thể chúng ta sẽ cho thêm một xô nước. Nhưng mà khoan, cái gì ơi, cái gì mới nổ cái in vậy. Ôi, có biến ở trong khu vực mình hay sao rồi. Cái gì mới nổ cái in á. Ủa, mình mới nghe tiếng nổ ở đâu các bạn ơi. Ui, lại bụng ở bên kia rồi. Cái ổ dịch đổi khu vực rồi các bạn ơi. Ây da, chưa kịp trồng lúa nữa. Phiền phức thiệt chứ. Đập cái này lẹ. Rồi, lỡ rồi. Dọn nốt chỗ này luôn đi các bạn. Chứ để đêm dài lắm mộng đó. Bên trong này cũng tàn ban hết trơn rồi nè. Ôi dồi. Khoan. Ui, đây rồi. Đây cái mà mình sợ nhất nè các bạn. Từ 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 từ. Mình phải tiêu diệt nó lẹ. Không thôi, cái này sau này nó sẽ phát triển đó. Ui, hên, nó chỉ là giai đoạn khởi đầu thôi các bạn.
nên cái khả năng kiểu như là chống chọi của nó không được cao cho lắm. Mình chỉ với vài mũi tên thôi đã có thể tiêu diệt được rồi. Ê, gặp những cái đó là mình lập tức tiêu diệt liền. Chứ để thời gian nó mà phát triển lên giai đoạn cao hơn á, nó sẽ triệu hồi ra những cái con quái vật nhiễm nấm ký sinh siêu cấp mạnh luôn. Lúc đó mình muốn tiêu diệt là sẽ rất là mệt đấy. Yêu hên đó nha. Ôi nè nè nè, cái nữa nè. What the heck? Rồi trong một nhà mà có hai cái như vậy luôn. Yêu hên cho mình. Trời đất ơi, không phát hiện sớm thì toan rồi. Ô mày chuối thật. Để lên lầu coi, coi coi còn chỗ nào giống như vậy nữa hay không á. Đừng nói trên còn cái nữa mình chịu luôn á. Úi dồi. Chưa, trước hết thì dọn nấm ở dưới tầng trệt trước rồi đó. Thanh niên này ngựa ngựa đi vô chi rồi mắc kẹt. Có không? Không nghi vậy. Hy vọng là không các bạn ơi. Ok, có vẻ không thiệt. Vậy thì đỡ. Ui. Cuối cùng cũng dọn dẹp xong khu vực này rồi các bạn. Ôi còn cái phòng này nữa. Ok, không có gì hết. Tạm ổn ha. Trên nóc thì sao? Ê, trên nóc vẫn còn. Ở đó thấy chưa? Tí nữa thì bỏ sót rồi. Dọn hết. Không chừa cái gì luôn. Ok. Cái nhà bên kia thì có vẻ không có dấu vết của nấm ký sinh các bạn. Nên là cũng đỡ phải qua bên kia ha. Ê ê, cái bên hông nhà vẫn còn nè. Rồi, và leo hoàn toàn rồi đó. Ui da, nhưng mà tốc độ mọc lại của nó cũng khá nhanh đó các bạn ơi. Chưa gì nó mọc lại rồi. Toan thì chứ. Bên kia có không? Ôi bên kia cũng có nha. Ở trên nóc kìa. Không ổn rồi, không ổn rồi. Sắp tới công việc dọn dẹp những cái ổ dịch của mình chắc sẽ còn rất là vất vả ở đây. Hay da. Trong nhà thì có không? Ok, trong nhà có vẻ clear các bạn. Rồi, bây giờ mình có thể trở về nhà và tiếp tục công việc trồng trọt của mình được rồi đó. Sớm giờ đúng xà quần luôn. Bữa nay công việc của mình hơi bị bận bịu á nha. Mà toàn là công việc nguy hiểm đấy chứ. Nice. Mình phải tự thưởng cho mình một ổ bánh mì đó. Quá đã luôn. Sau khi no bụng rồi thì trở lại với công việc canh tác thôi. Cuốc đất tiếp thôi các bạn. Không cuốc đất là không có trồng lúa và không có bánh mì ăn về sau đâu đó. Hộp giống mình cũng không có nhiều á, nên là tạm thời mình sẽ trồng sơ qua một khu vực bên này thôi ha. Từ từ nó phát triển rồi mình sẽ bắt đầu ra ngoài và nhân giống lên thêm sau các bạn. Đấy, tạm thời vấn đề thức ăn mình cũng sơ bộ rồi giải quyết được xong rồi. Nhưng mà chắc mình cũng phải đi săn thêm á, để kiếm thêm thức ăn dự trữ á. Chứ mình cũng không còn nhiều lắm các bạn ơi. À mà để, ôi trời trời, gì vậy, sao chui vô đây được vậy. Mà để tiện hơn thì chắc mình sẽ làm cái bật lửa các bạn à. Để mình săn một cái là chúng ta sẽ có được cái kiểu như là thịt chín luôn á. Đỡ phải mang về nấu thêm một bước nữa. Có cái mà chúng ta ăn liền luôn các bạn. Để mình ra ngoài mình kiếm coi coi có cái chỗ sỏi nào không. Thì chúng ta kiếm đá lửa chứ không gì hết á. Ủa đây không có sỏi hả ta? À đây đây đây, có sỏi nè. Lấy cúp đào cái thôi là có liền. Tại mình có cúp gia tài á. Bấm công thức cái bật lửa nè. Hàng rào thì lấy ra ngoài và rào lại thôi. Đồng thời mình cũng sẽ lắp thêm một cái cổng rào ha, ra vô cho tiện các bạn. Rồi, beautiful luôn. Ui, em gà này nãy bị con zombie cưỡi nè. Thôi, mình để em trong này đi ha. Còn chỗ nào chưa rào lên không ta? Hồi nãy mình nhớ bên này có, nè nè nè, ngay đây. Rào lên luôn cho chắc. Rồi đó. Im. Ui, chỗ này còn hở, rào lên luôn. Ok, giờ thì mình sẽ đi xa xa xíu để chúng ta kiếm thêm thức ăn dự trữ hết các bạn. Trong lúc chờ đợi cho lúa của mình nó lớn á. Ui, nó lại mọc nấm tiếp rồi, trời đất ơi, sao nó nhanh vậy trời. Rồi lâu lâu là phải đi qua dọn các bạn à, không dọn là không được á. Nó sẽ mọc lại rất là nhanh thôi. Oh my god. Có một tin không vui rồi các bạn ơi. Các bạn còn nhớ cái khu vực mà lúc trước mình từng lưu trú không? Bữa nay nó đã bùng phát hai cái ổ dịch luôn các bạn. Mẹn đấy thôi. Ôi kìa, cái nấm nó đã to tới mức đó luôn rồi kìa. Ê, gì đây? Cái con này tàn hình. Và bên này thì nó đã hình thành giống như một cái kén của cái khu đại dịch nấm á các bạn. Không biết bên trong nó sẽ như thế nào đây. Mình muốn
tìm hiểu thử á. Ôi dạ, những cái này mà khi mình đụng vô mình sẽ dính kịch độc các bạn ơi. Không đụng được, không đụng được. Yêu, trời ơi, độc ghê vậy. Ây da, cái gì còn bị ép sọt nữa. Úi dồi, không ổn rồi. Ê, cái gì xuất hiện như mai nữa vậy? What the heck? Ê, no. Mùi hên là mình có bánh mì hồi phục. Mẹn đất ơi, bên đây quá giận, nó đã tiến hóa tới một cái tầm mới rồi các bạn ơi. Mình nên né về cái hướng khác, không nên di chuyển hướng nhà mình các bạn, tránh trường hợp kéo đại dịch về khu vực nhà mình. Nhà mình bên kia thôi hả? Toan rồi. Trời ơi, quá giật ở trên đó kìa. Nhìn gớm ghiếc thiệt sự luôn á. Mình phải tìm cách để mình bắn hạ những cái cây nấm khổng lồ bên trong kia thôi, tránh trường hợp nó sẽ sinh sản thêm nhiều quái vật khác và lây lan thêm đại dịch các bạn. Ui da, hôm nay là một ngày mình phát hiện ra rất là nhiều cái tin động trời các bạn ơi. Không hay tí nào. Ui ơi, ây da, trời ơi, bọn chúng dí nhanh thật chứ. Yêu, ui cơ, dã man con ngang, độc ác con tê giác thật chứ. Ê, trời ơi, con này nó spawn cái bên mình. À, ôi, ôi, cái gì vậy? Cái con đùi gì vậy? À, ui, tự nhiên mình bị nó nuốt chửng các bạn ơi. À, giọt lẹ, giọt lẹ. What the heck? Mình còn bị dính hiệu ứng madness, hiệu ứng kiểu như bị hóa điên các bạn. Gì? Kinh thiệt chứ. Ôi xong rồi, mình thì chưa mạnh lên được bao nhiêu mà bọn chúng thì ngày càng mạnh hơn các bạn ơi. Mình nghe tiếng con gì lạ lạ. Cơ, cái con đó hồi nãy nó gặm nhắm mình đó các bạn. Kinh thật. Cơ, nó cơ, bắn nó. Mình có cung các bạn yên tâm. Mình sẽ cố gắng dành một vài mũi tên còn lại của mình và bắn nó. Ây, ừ, nó cũng bắn mình các bạn ơi. Ủa, nó bắn thốn lắm nha. Yêu, nó cũng biết phản đòn nó. Gắt gì trời. Bắn từ xa coi. Ừ, hơi xa quá. Vậy là đẹp. Ok, cứ gì mà bắn thôi các bạn. Ý, trời, đâu xuất hiện cái bầy zombie này vậy? Cắm đuốc lên, cắm đuốc lên. Ui, hên là không có cái con nào nhiễm nấm ký sinh gần đây. Không thôi nó lây lan rồi, nguyên đám này thành quái vật nhiễm nấm ký sinh là mệt. Ê, cái thanh niên nhìn cơ bắp kia nguy hiểm vậy. À, nó biết trèo. Nó đã tiến hóa rồi các bạn ơi. Nó có đủ sự thông minh để nó biết trèo lên các bạn ạ. Ây dô. Hôm nay chúng ta đối mặt quá nhiều sự nguy hiểm các bạn ơi. Cái con nãy còn không? Mình bắn nó tiếp coi. Mình còn 14 mũi tên các bạn, chắc đủ để bắn nó đó. Ê, nó biến mất rồi. Ây dô, không ổn xíu nào. Trời ơi, sao cái chỗ đó nó bự như vậy? Đừng nói trong kia là boss nha. Oh my gosh, hôm nay Lộc tiếp tục thất thủ rồi các bạn à. Thiệt cái tình luôn á. Với tốc độ sinh sôi nảy nở và phát triển cực nhanh của bọn chúng như vậy, chắc ít hôm nữa nó lan qua tới nhà mình quá. Thiệt cứ các bạn à. Ôi, có cây nấm không lộ trong kìa. Mày đất ơi, căng quá đi. Bắn qua thử ơi. Tới không? Ê, tới các bạn ơi. Cũng ok. Ê, nhưng mà mình bắn nó là nó lập tức nó tạo cái luồng khí nấm bao quanh cơ thể mình liền nè. Ê, mình bắn hạ nó rồi. Mình bắn hạ được cây nấm bự rồi các bạn ơi. Yes, cây nấm nguy hiểm nhất mình đã bắn hạ được rồi. Ở trong như còn 2 cây nữa thôi các bạn, nhưng mà cây nhỏ hả? Mình nghĩ là mình có thể cận chiến được á. Các bạn tin mình, các bạn tin mình. Đúng rồi, Ripper là đây.
con Ripper làm việc luôn. Nổ đi Ripper. À, lúc để Ripper thể hiện rồi đó. Nổ đi. Nổ đi. Đúng rồi. Ừ. Lâu lâu mới nhờ được Ripper đó. Đợi đây. Phun máu liền. Mới nâng cấp cây kiếm nha. Không đùa đâu. Rồi dọn đường vô trong thôi các bạn. Đâu rồi. Đây đây đây. Cái cây này hả. Phun máu luôn. Dọn lắm. Một cái. Còn cái bên kia nữa. Dọn tiếp dọn tiếp. Liều mình thôi các bạn. Giờ không liều thì không. Không phải lúc nào khác liều nữa. Trời tới luôn. Ok. Mình đã dọn được hai cái mầm móng của cái ổ dịch này rồi. Dạ, nhưng mà mình nghĩ mình nên chuồn các bạn ơi. Chứ trong đó một hồi là mình hóa rồ đó. Liên tục bị dính hiệu ứng magnet mà. Căng rồi. Ui, ui, ui. Lại một cái giống quái vật nhiễm nấm ký sinh mới. Ê, nó gây mình buồn nôn các bạn ơi. What the heck. Chạy 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 chạy. Ui, mình nghĩ là chúng ta không nên ở đây quá lâu các bạn ơi. Ây da, không biết bên kia nó có mọc lại cái cây khác hay không nữa. Hy vọng là không á. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ tiêu diệt mớ hỗn độn này. Rồi chúng ta sẽ quay lại công việc, đó chính là tìm thức ăn nữa các bạn. Ây da, vậy là chúng ta phải thường xuyên qua khu vực này hơn các bạn ơi. Nhất là để ý cái chỗ to to tròn tròn kia kìa. Không biết là sau này nó có nở ra cái con gì thứ dữ ở trong hay không nữa nè. Hơi bị lo nha. Căng rồi. Ủa, cái gì hả? Ủa, tự nhiên nó xuất hiện trước mặt mình xong nó biến mất các bạn. Yêu. Ủa, trong kia cũng có nữa kìa. Ây da, trời trời, con đó bắn mình. Láo. Thích bắn không? Ủa, cái con nào nó cứ đánh mình, cho mình buồn nôn xong rồi nó chạy các bạn. Hay thật. Con kia thích solo chứ gì? Solo, bước vô đây. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nướng bò để kiếm thêm thức ăn thôi các bạn. Thông cảm cho anh nha mấy cưng. Đây nữa, đàn bò này cũng được một mớ các bạn. Ê, hình như trước mặt là một cái làng hay sao vậy? À không, cái nhà bổ hoang. Vậy thì được. Mình tiến tới mình tìm hiểu thử ha. Tưởng đâu đó là làng thì mình chạy vô khác chứ không thôi báo làng á các bạn à. Ồ, trời ơi, ở đây còn là chỗ của bọn cướp dân làng nữa. Ê, what the heck. Ê, cái quần đồ gì xảy ra vậy? What. Ê, ôi, mấy cái con mà nó chơi bài đánh xong rồi nó tóc biến á, cực kỳ khó chịu các bạn ơi. À, đây có mấy cái kiện rơm, mình sẽ tranh thủ mình lượm. Ok, một ít đồ khác nữa nè. Ui, ở đây có một cái nhà 2 tầng, nhìn cũng khá là kiên cố. Ý, nhưng mà đông vậy. Ý, không ổn, không ổn rồi các bạn ơi. Ây da, à, ây, ây. Trời đất ơi, còn bị chảy máu nữa. Ok, mình sẽ chặn ngay đây. Ăn vô cho hồi phục các bạn ơi. Yêu. Tí nữa thì toan rồi. Ui, ở đây còn đường nữa hả? Tiêu diệt bớt thôi. Đúng rồi, trèo lên mấy người, trèo lên đi. Mồ chôn các người đấy. Lỡ đây. Mình đã có góc thủ rồi các bạn. Láo nháo. Kìa kìa, uống thuốc tàng hình kìa. Kệ, cho các người ngỗng của tỏi hết. Xử hết, không chừa bất kỳ con nào. Hình thế, cái chỗ này có góc thủ các bạn ơi. Không là cũng mệt mỏi đấy, không đùa đâu. Đây có rương kìa. Mình coi thử coi. Ồ, có thức ăn. Một thức ăn rất là tốt luôn. Ngon. Bên này thì sao? Ờ, hình như đây là một cái căn chung cư nhưng mà bị bỏ hoang sau cái đại dịch đó các bạn ơi. Đồ đạc không còn quá nhiều ha. Đát đát được một vài cái chỗ đồ ăn. Ồ, rất là nhiều sách nè. Nữa, lại là cái con đánh xong chuồn. À, nó troll mình hay sao? Nó đánh một cái là nó tóc biến, nó biến mất liền các bạn ơi. Ôi, thiệt luôn á, hình như cái con đó được tạo ra từ việc mình bị hiệu ứng bị điên điên khùn khùn này nè các bạn. Ồ, hiệu ứng magnet nó gây ra hay sao á. Nghi lắm.
Ở đây có đường hầm bí mật hay sao nè, đúng không? À, lên trên lầu. Ok. Yêu. Không được rồi, mình phải đi kiếm. Ôi. Oh no. Khi mà bị hiệu ứng magnet là chúng ta sẽ bị như vậy hả? Ôi trời. Cái gì mà đông vậy? Oh no no no, mình cần bò. Hồi nãy tự nhiên mình tiêu diệt hết nguyên một cái đàn bò luôn. Không thôi là có sữa đấy. Đỡ bị khùng khùn rồi. Được, bây giờ mình phải đi tìm bò thêm các bạn ơi, để chúng ta uống sữa và giải cái hiệu ứng magnet này thôi. Chứ không thôi là một hồi mình bị thấy nó hù xỉu lăn đùng ra đây luôn á. Nói chung thì ngày hôm nay, mặc dù là chúng ta cũng có một chút tăng tí sức mạnh, nhưng mà mình lại phát hiện một cái tin không vui tí nào. Đó chính là ổ dịch đã ngày càng phát triển các bạn ơi. Với tình hình này thì mình phải nhanh chóng cho nên mạnh hơn nữa, để có thể kiểu như là trong chốc lát tiêu diệt được cái ổ dịch á, thì may ra mới hạn chế và kiểm soát được cái sự phát triển của bọn chúng á. Nhưng thôi không sao, cái gì cũng phải từ từ. Oh my god. Cái quần đùi gì vậy? Cái con gì vậy? Ê, mình hết mũi tên rồi các bạn ơi. Trong rương còn không vậy? Không luôn. Thôi xong rồi. Cạnh nhà mình xuất hiện một con quái vật nhiễm nấm ký sinh, tiến hóa ở cái dạng khổng lồ rồi. Ê, nó bắn qua đây kìa. Nó bắn cái gì kìa? Trời ơi, phát nổ. Thánh thần ơi. Thánh thần ơi. Oh my god, liệu rằng mình có thể tiêu diệt được cái con này hay không? Hình như đây là con mini boss đầu tiên các bạn ơi. Toàn mình rồi. Các bạn hãy cổ vũ cho Lộc nha. Và cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong một ngày ở trong hành trình đại dịch nấm ký sinh này. Hy vọng là chúng ta có thể sớm tiêu diệt được cái con quái vật siêu to khổng lồ kia. Có vẻ là nó muốn phá hủy căn cứ của mình các bạn ạ. À, mà bạn nào có nhu cầu mà Roblox, Lovroot và Unitelet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye. Toàn rồi.